Lê Kỳ Ma, loài cây đã đi vào thi ca cách mạng Việt Nam, gắn liền với biểu tượng nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người con gái kiên trung của vùng quê đất đỏ. Viết tiếp câu chuyện hào hùng của quê hương, một chàng trai sinh ra và lớn lên ở thị trấn đất đỏ đã mày mò sáng tạo và khởi nghiệp với sản phẩm trà được làm ra từ quả Lê Kỳ Ma. Mùa hoa Lê Kỳ Ma nở ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh đã chết. Từ cái truyền thống cách mạng của quê hương mình đã làm cho mình có cái động lực để mình cố gắng tìm tòi bằng mọi cách để tìm ra một cái sản phẩm mang yếu tố đặc trưng nhất của quê hương mình. Được thay ngán từ mạch nguồn tình đất, tình người quê hương, với anh Hiếu, sản phẩm trà Lê Kỳ Ma là đứa con tinh thần vô giá. Chính vì vậy, anh đã dành trọn tâm sức, thời gian nghiên cứu, chăm chút tỉ mỉ trong từng khâu, từng công đoạn nhằm cho ra đời thành phẩm hoàn hảo, chất lượng nhất. Phải đảm nhận rất là nhiều cái công đoạn, nhiều công việc, chỉ một mình thôi. Có những lúc mình rất là mệt mỏi và gần như muốn gục ngã. Nhưng mà khi nghĩ tới truyền thống cách mạng hào hùng của vùng quê hương đất đỏ anh hùng ngày xưa thì nó lại truyền cho mình cái động lực rất là mạnh mẽ. Thì mình rất tin tưởng ở cái sự quyết tâm của bạn ấy, cũng như tin tưởng vào cái tình yêu quê hương đất đỏ mãnh liệt của bạn ấy. Thì mình sẽ nghĩ rằng cái sản phẩm của bạn ấy tạo ra sẽ trở thành một cái sản phẩm đặc trưng và là cái niềm tự hào của vùng quê hương đất đỏ này. Trà Lê Kỳ Ma có hương vị lạ so với các loại trà khác và chứa nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và giấc ngủ, đã được ngành chức năng kiểm chứng. Hiện sản phẩm được anh Hiếu đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và cung ứng ra thị trường từ năm 2022. Thời gian tới thì huyện đất đỏ cũng đã chọn cái sản phẩm Lê Kỳ Ma này để đưa vào hỗ trợ và thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trong năm 2024. Sau rất nhiều nỗ lực cùng sự hỗ trợ từ các ngành chức năng, trà Lê Kỳ Ma đã được nhiều người biết đến, có triển vọng tiến xa hơn. Ý tưởng kế tiếp câu chuyện xưa của vùng đất đỏ miền Đông hào hùng bằng những tách trà Lê Kỳ Ma thơm ngon, đậm vị của anh Hiếu đang dần cho quả ngọt từ mùa xuân này.